Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ 45 phút tối giờ Cali. Ở Việt Nam, cho đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đó chúng ta có rất nhiều tin tức cho nên chúng ta hãy bắt đầu đi. Thì đầu tiên hết đó, chúng ta đã nhận được cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI và các bạn đã thấy được là cái phản ứng của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó thì rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy là Nasdaq hôm nay đã tăng 1.15% các bạn và S&P 500 nó kết thúc là tăng 0.74. Dow Jones sẽ tăng ít hơn tăng 0.25 nhưng mà các bạn đã thấy gần đây đó Dow Jones sẽ chỉ số mà có cái phần trăm tăng trưởng nhiều hơn nói chung thì các bạn thấy là phản ứng sau khi có chỉ số cpi thì rất là tốt pre-market thì ngày đồng tương lai chúng ta vẫn thấy là xanh nhẹ một chút các bạn cả ba chỉ số đang xanh trong đó chúng ta có chỉ số xanh nhiều nhất là Nasdaq Futures tăng 0.27% còn về hợp đồng của dầu thì sao các bạn hợp đồng của dầu đó thì lại một lần nữa có sự tăng trưởng bây giờ đã gần mức là 76 đô cho một thùng dầu rồi các bạn các bạn đã thấy được là trong vòng khoảng chừng 10 ngày qua đó hợp đồng dầu cũng đã bắt đầu tăng trưởng trở lên từ mức là dưới 70 đô bây giờ đã lên tới 76 đô rồi à, chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng thì sao cũng có một sự tăng trưởng các bạn ở mức 1964 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao? Crypto đó thì nếu chúng ta nhìn vào giá thì cũng không có sự thay đổi các bạn nhìn thấy được là bây giờ giá BTC là 343 thì chúng ta nhìn thấy được là giá này cũng là giá chúng ta đã thấy một thời gian rồi. Có thể nói là từ thời điểm là ngày 6 tháng 7 tới bây giờ, gần như một tuần qua nên thì chúng ta vẫn cứ xoay quanh cái mức này mà thôi. Hôm nay đó, khi mà có thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI thì các bạn thấy được là giá đã có một thời gian ngắn trở à, về mức là 31.000 đô. Nhưng mà các bạn thấy được ở cái mức 31.000 đô này đó, trong dòng thời gian qua chúng ta đã không qua được. Chúng ta qua khỏi cái mức này đó rồi sau đó lại đi ngược trở xuống trong thời gian không tới một tiếng đồng hồ hôm nay cũng không ngoại lệ các bạn nói chung thì không phải là một ngày xấu cho giá của BTC chỉ là giá của BTC gần đây đã không còn phản ứng nhiều đối với những cái thông tin như là Fed tăng lãi suất hay là đối với thông tin liên quan đến chỉ số CPI nữa nhìn tổng quát ở trên crypto bubble so thì hôm nay chúng ta có all coin xanh có coin đỏ nhưng mà chúng ta thấy được là phần lớn là đỏ không phải là đỏ đậm lắm nhưng mà cũng là phần lớn đỏ các bạn những đồng o coin lớn đó thì các bạn thấy được là vẫn tiếp tục đi theo giá của BTC hôm nay các bạn thấy là BTC xuống khoảng chừng 0.9% thì Ether cũng phần trăm tương tự. BNB đa thì xuống 2.4%, chúng ta có XRP xuống 0.7, chúng ta có Cardano xuống 2.1, vân vân. Thì nói chung đó các bạn đã thấy được là cho dù giá của BTC đã có một cái sự tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ, phần trăm không hề nhỏ các bạn, khoảng chừng là 80% từ đầu năm cho tới bây giờ Các bạn đã biết là đầu năm đó chúng ta chỉ bắt đầu ở mức là khoảng chừng 16.000 đô mà thôi Bây giờ đã hơn 30.000 đô rồi Nhưng mà nhiều bạn đã vẫn cảm thấy là không được vui Tại vì sao các bạn? Tại vì cho dù là thị trường đã có cái sự lạc quan trở lại một chút Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thật sự là có nhiều người mới đi vào thị trường này chúng ta có thể nhìn thấy được thông qua những cái dữ liệu mà thuận xem hàng ngày giống như là có thể thấy được là cái số bạn comment hay là cái số bạn tương tác với những cái post trên mạng xã hội hay là cái số lượng các bạn xem video tất cả những cái đó đó thì đều cỡ như là cái khoảng thời gian năm 2022 không phải là tăng hơn nhiều và cái số lượng người mới tham gia vào kênh cũng không có tăng nhanh các bạn vẫn tăng nhưng mà dưới 1.000 new subscriber mỗi một tháng thì đương nhiên trong thời điểm này đó có bạn theo dõi thì vẫn là điều tốt nhưng mà mà nếu các bạn nhìn chung tổng quát đó, thì uh, tuy đã có cái sự tăng trưởng giá tâm lý đã đỡ hơn so với lại uh, cách đây khoảng chừng là 7-8 tháng cuối năm ngoái so với năm nay là một trời một vật về tâm lý nhưng mà cái sự hào hứng đó thì vẫn chưa thực sự trở lại về một phần tôi nghĩ là tại vì rất nhiều bạn lưu trữ altcoin thì cũng hiểu tại sao các bạn lựa chọn lưu trữ altcoin thay vì là lưu trữ những đồng lớn như là BTC hay là Ethereum À, tại vì nhiều bạn cảm thấy được là cái cơ hội lợi nhuận nó cao hơn Thì đó là quyết định của mỗi bạn mà thôi Nhưng mà khi mà bạn chứng kiến là Từ năm tới bây giờ đó rất rõ ràng Là thị trường được dẫn đầu bởi BTC Với cái sự tăng trưởng nhanh Và chúng ta có thể nhìn thấy được là Cái phần trăm vốn hóa của BTC đó cũng tăng Các bạn đã nhìn thấy là từ thời điểm tháng 12 đó Tới bây giờ khi mà zoom vào các bạn thấy lúc đó Cái phần trăm vốn hóa của BTC đầu tháng 12 của năm ngoái Là khoảng 38% mà thôi các bạn trong khi mà so với thì bây giờ là gần 50% dựa theo Core Market Cap thì chúng ta được là cái sự tăng trưởng này đó cũng giống như là những sự tăng trưởng trước đây trong những cái mùa downtrend thường đó là các bạn cảm thấy không được vui tại vì khi mà cái phần trăm vốn hóa của BTC tăng lên có nghĩa là nhiều cặp Oco so với lại giá trị BTC thì đang trong xu hướng là giảm, có nghĩa là BTC tăng trưởng nhanh hơn những Oco đó. Khi mà so sánh với đồng đô la thì các bạn có thể cảm thấy được là uh, từ năm tới bây giờ có nhiều đồng Oco thì vẫn có sự tăng trưởng, giá đô la đã tăng từ năm tới bây giờ, nhưng mà khi so với BTC thì lại không bằng, cho nên nhiều bạn có thể không được vui. Nhưng mà thuận ở đây nói với các bạn là nếu như mà các bạn tin tưởng những chu kỳ trước đây đó, thì lúc mà chúng ta nhìn thấy là vốn hóa của BTC tăng lên giống như chúng ta đã từng nhìn thấy trong cái thời điểm năm 2018 tới năm 2019 đó các bạn thì được chúng ta bắt đầu đầu năm 2018 đó khi mà giá BTC và cả thị trường từ từ lao dốc đó thì lúc đó phần trăm vốn hóa của BTC là chỉ có 32% mà thôi nhưng mà lên tới cái đỉnh cao đó có nghĩa là tháng 9 của năm 2019 thì phần trăm vốn hóa đã lên tới 70% rồi có nghĩa là khi mà chúng ta thấy là phần trăm vốn hóa của BTC tăng trưởng đó và gần tới cái mức cao nhất thì chúng ta đã có dấu hiệu là đã kết thúc cái một đợt downtrend rồi. Đó là cái dấu hiệu. Cho nên khi mà các bạn nhìn thấy phần trăm vốn hóa của BDC tăng so với lại Allcoin thì nhiều bạn cảm thấy được là không được vui nhưng mà thực sự đây là một trong những cái chỉ số chúng ta quan sát để xem coi là còn bao nhiêu lâu nữa khi mà chúng ta thực sự đã có lòng tin là cái mùa downtrend đã kết thúc rồi Và lần này cũng như vậy các bạn, lần này chúng ta cũng nhìn thấy được là phần trăm vốn hóa cũng đã tăng lên từ thời điểm tháng 11 của năm ngoái có tăng lên hơn mức này nữa không thì cái đó chúng ta phải cần thời gian để mà trả lời nhưng mà các bạn thì được là cái dấu hiệu bây giờ cũng tương tự như năm 2018 và năm 2019 và có phải là phần trăm vốn hóa của BTC chắc chắn phải tăng lên mức là 70% hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn tại vì thị trường bây giờ đã khác xưa rất nhiều chúng ta đã có nhiều o coi hơn và đặc biệt là cái phần trăm vốn hóa của stablecoin bây giờ đã cao hơn xưa chúng ta nhìn thấy được là năm 2013 đó Vốn hóa của BTC chiếm hầu hết thị trường các bạn, 95%. Nhưng mà tới bây giờ chúng ta nhìn thấy được là sau mỗi chu kỳ thì phần trăm này nó ngày lại càng giảm xuống. Tại vì sau mỗi chu kỳ thị trường càng trưởng thành hơn, có nhiều dự án hơn và cái hệ thống stablecoin đã lớn rất nhiều rồi. Và stablecoin bây giờ so với năm 2018-2019 thì vốn hóa của USDT và công ty Circle đồng USDC đã nhiều hơn. Cho nên không có lý do gì chúng ta nghĩ là phần trăm vốn hóa của BTC phải đạt được cái mức là 70% trước khi mà chúng ta thấy là những altcoin có sự tăng trưởng có thể là sẽ sớm hơn nếu như mà giá của BTC đó không có một cái sự đâm mạnh mà có thể giữ vững được ở mức này. Chứ nếu như mà có cái thông tin xấu gì đó như là tất cả những cái đơn của Bitcoin Spot ETF bị từ chối hàng loạt bởi SEC một lần nữa thì mọi người là mất hy vọng, giá BTC giảm mạnh thì altcoin cũng phải chờ đợi mà thôi. Đây là dựa theo những gì chúng ta nhìn thấy được từ những chu kỳ trước đây mỗi chu kỳ nó sẽ có cái sự tương tự với nhau không giống như hoàn toàn các bạn nhưng mà thuần chỉ muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt được những gì xảy ra năm 2018 và 19 và chúng ta lại có thêm một thông tin nữa liên quan đến sự so sánh giữa năm 2019 và năm 2023 này cho chia sẻ chi tiết một lát nữa với các bạn Nhưng mà có một cái tin tức Mà nhiều bạn hỏi thuận từ sáng tới giờ Đó chính là chúng ta nhìn thấy là có một cái Tin tức đến từ Well Alert Đây là một cái Twitter Mà nhiều người theo dõi và họ báo Mỗi lần mà có cái số lượng lớn crypto Di chuyển từ ví nào tới ví nào Thì các bạn đã thấy hồi sáng này đã họ nói Đã có một tỷ đô la USDT được in ra Bởi công ty Tether Nghĩa là các bạn đã thấy được là có cái số lượng Stablecoin lớn được in ra Nhiều người lại xôn xao nói là tại sao lại có số lượng in ra này Có phải là chuẩn bị pump thị trường hay là không Thì các bạn thấy được là cuối cùng Giám đốc công nghệ của Tether Paolo Adorno cũng để giải thích là không phải đâu, cái số lượng đồng USDT này đó thật ra đã tính luôn vào cái phần vốn hóa rồi. Có nghĩa là đã có trong cái danh sách của họ, chỉ là họ chưa thực sự in ra mà thôi. À, và bây giờ họ in ra và cái số lượng này đó là liên quan đến việc chuyển đổi mạng lưới giữa Ethereum và đồng Tron. Cho nên đây không phải là cái số lượng đồng mới được in ra và có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta nhìn vào vốn hóa của Tether khi các bạn đi vào trang web như là CoinGecko rồi các bạn bấm vào Tether Và các bạn có thể xem vốn hóa trong vòng 7 ngày qua Thì các bạn thấy được là vốn hóa cũng cơ đó mà thôi khoảng chừng là 83 tỷ đô la Có nghĩa là đây không phải là cái số lượng Tether mới Đây là cái số lượng Tether đã, đã tính trong vốn hóa rồi Chỉ là họ in ra và dùng để chuyển đổi mạng giữa Ethereum và những mạng khác Cho nên không có chuyện là có đồng Tether mới được in ra Chúng ta bây giờ chuyển qua hãy nói tới cái thông tin tài chính lớn nhất ngày hôm nay đó chính là chỉ số CPI các bạn. Chúng ta đang nhớ là kỳ vọng chỉ số phần trăm lạm phát CPI tháng này đó là 3.1%. Các bạn đã biết là tháng rồi đó là 4.0, tháng vừa rồi đã có một cái sự giảm mạnh từ khoảng chừng là 5.0 còn 4.0. Tháng này đó ước tính cũng giảm mạnh luôn và cuối cùng các bạn đã thấy là chính thức là 3.0% còn tốt hơn là dự kiến nữa các bạn. Core CPI nghĩa là không tính phần trăm lạm phát và lương thực đó thì chúng ta nhìn thấy được ở mức 4.8 Mức này đó thì thấp hơn là kỳ vọng 5.0 Và đương nhiên thấp hơn nhiều so với tháng rồi là 5.3 Cả hai chỉ số CPI và Core CPI đều có xu hướng giảm Đương nhiên đây là cái thông tin mà nhìn sơ bộ rất là tốt Nhưng mà có thật sự tốt hay không Thì để Hùng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn đối với thuận đó thì chúng ta có thể nhìn chi tiết tại vì quan trọng hơn là các bạn nhìn chi tiết chứ còn chúng ta nhìn những cái con số như này nó cũng không có nói rõ tất cả mọi chuyện đâu thì nếu chúng ta nhìn vào chi tiết đó thì trên màn hình cũng như là hàng tháng thuận đã tô màu lên các bạn đã thấy là những cái mặt hàng mà màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình có nghĩa là cái mức giá so với tháng rồi có sự tăng trưởng các bạn sẽ chú ý đến cái cột là tháng 5 và tháng 6 thì các bạn đã thấy những mặt hàng màu đỏ là có sự tăng trưởng như mặt hàng mà màu xanh lá cây là có cái sự suy giảm coi như là giá giảm từ tháng này so với tháng trước và những mặt hàng mà có màu vàng đó coi như là cây giá không thay đổi thì khi mình nhìn sơ bộ các bạn nhìn thấy được là wow chúng ta có nhiều màu đỏ hay là màu xanh thì nhìn chung đó, cái tình hình của lạm phát cũng không phải là lạc quan lắm nhưng mà thật ra không phải đâu thường chia sẻ ở đây các bạn hiểu rõ hơn chúng ta có thể nhìn vào thức ăn thì các bạn nhìn thấy được là thực phẩm đó thì đúng là vẫn có sự tăng trưởng nhưng mà cái sự tăng trưởng đã chậm lại theo thời gian rồi chúng ta nhìn thấy được là nhìn vào thực phẩm đó mà các bạn mua về nhà để tự làm thì cái sự tăng trưởng từ tháng 6 so với tháng 5 chỉ có 0.1 mà thôi Trong khi mà từ tháng 5 so với tháng 4 đó là 0.2 Và chúng ta nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng so với lại cái năng lượng đó Thì chúng ta có thể thấy được là xăng cũng đã có một cái sự tăng trưởng trở lại là 1.0 Trong khi mà tháng trước đó giảm 5.6 Thì thật ra các bạn thấy được là xăng đã giảm khá nhiều tháng này và tháng nọ rồi Cho nên tuy là chúng ta nhìn thấy được là so với lại tháng 5 đó Giá xăng có sự tăng trưởng nhẹ trở lại Nhưng mà thật ra những tháng trước đó đã giảm rất là nhiều và so với lại giá xăng của giờ này năm ngoái đó các bạn nhìn thấy được là giá xăng đã giảm khoảng chừng là 26% rồi. À, chúng ta có thể tiếp tục nhìn thấy được là có một số nhưng mà hàng khác như là chúng ta nói tới là quần áo hay là những cái dụng cụ y khoa đó thì chúng ta vẫn thấy được là có cái sự tăng trưởng nhưng mà cũng tương tự như những cái mình vừa chia sẻ sự tăng trưởng một là bằng với tháng vừa rồi còn hai đó là tốt hơn Như là dụng cụ y khoa đó thì các bạn đã nhìn thấy được là tháng vừa rồi là 0.6 cái này là 0.2 Nói chung thì có nhiều màu đỏ nhưng mà cái màu đỏ nó không có phải là đậm lắm các bạn Có nghĩa là nó không phải là tăng trưởng nhiều lắm Và chúng ta ngược lại đó thì quan tâm đến một cái chỉ số trong bảng này Đó chính là shelter Shelter đó chính là cái cách đo lường chi phí mướn nhà ở Hoa Kỳ thì chúng ta nhìn thấy được là chi phí mướn nhà Hoa Kỳ thì vẫn có sự tăng trưởng so với tháng trước đó nhưng mà tăng trưởng chỉ còn có 0.1 mà thôi trong khi mà những tháng trước đó giống như là tháng vừa rồi đó là tăng 0.8 các bạn nhìn thấy được là tháng trước đó thì có sự suy giảm 0.2 nhưng mà trước đó nữa đã tăng 1.4, trước nữa tăng 1.1 thì cái chỉ số chi phí mướn nhà này đó rất là quan trọng các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì cái chỉ số này đó nó tính là 1/3 của tổng cái cách tính chỉ số CPI có nghĩa là chỉ số cpi đó có nhiều mặt hàng mà không phải mặt hàng nào trong đó nó cũng có cái uh, trọng lượng bằng nhau uh, tại vì các bạn thấy được là cái uh phần trăm lạm phát liên quan tới mua áo quần thì nó không có cân nặng tại vì người ta có thể mua áo quần hay là không mua nhưng mà ngược lại đó khi mà cho nó tới phần trăm lạm phát mà liên quan tới thực phẩm hay là liên quan tới di chuyển hay là liên quan đến xăng thì nó lại khác nữa tại vì người ta không thể không đổ xăng nhưng người ta có thể không mua áo mới nhưng mà liên quan tới chi phí nhà thì cực kỳ quan trọng tại vì thứ nhất chi phí nhà ở hoa kỳ thường là một phần ba của thu nhập người dân có nghĩa là các bạn thu nhập bao nhiêu thì thường đó người ta ước tính là một phần ba của số tiền đó các bạn sẽ dùng để mà trả tiền nhà hay là mướn nhà cho nên cái độ cân nặng nó rất là nhiều và chúng ta nhìn thấy được là khi mà chúng ta so sánh chỉ số CPI này so sánh cái mức tăng trưởng của cái chỉ số mướn nhà đó các bạn nhìn thấy được là so với lại tháng trước đó đã tăng 0.4% nhưng mà so với lại năm ngoái đó thì cái mức giá mướn nhà vẫn tăng 7.8% Nhưng mà chúng ta biết đây là một cái chỉ số mà nó thường có cái độ trì hoãn rất là cao Tại vì các bạn đã biết là cái cách tính là họ gọi những người mà đang ở một nơi nào đó rồi họ hỏi là cái nhà này đang mướn hay là đang mua nếu như người đó nói là nhà này tôi mua thì họ sẽ hỏi là nếu như nhà này mướn đó thì mướn giá bao nhiêu hay là họ sẽ gọi một người nào đó nói là đang mướn nhà thì họ sẽ hỏi là mướn nhà giá bao nhiêu nhưng mà cái mức giá mà họ thu thập được đó là mức giá đã có từ trước đó rồi tại vì các bạn phải ký hợp đồng có thể là cách đó nửa năm hay là hơn nửa năm cho nên cái độ trì hoãn nó rất là cao khi mà chúng ta nhìn thấy cái con số ước tính nó có độ trì hoãn ít hơn đó, như là cái con số đến từ Zillow đây là một cái công ty mà họ chuyên cung cấp dịch vụ liên quan tới bất động sản thì họ cũng đã đưa ra cái uh, cách tính của họ thì họ nhìn thấy được là cái số lượng tiền chi tiêu mướn nhà đó thì vẫn tăng các bạn các bạn nhìn thấy được là cái mức mướn nhà so với lại năm này và năm nọ thì vẫn có sự tăng trưởng nhưng mà các bạn đã nhìn thấy là cái sự tăng trưởng đã chậm lại rồi để các bạn hiểu rõ hơn đó là tháng rồi thì cái số lượng tiền ước tính mướn nhà hàng tháng đó ở Hoa Kỳ là khoảng năm đô tháng này tăng lên 2054 thì tăng khoảng chừng 0.5% nhưng mà đặc biệt đó so với lại năm vừa rồi thì chỉ tăng có 4.1 mà thôi khi mà chúng ta có thêm chỉ số CPI có cái thông tin liên quan tới mức mướn nhà mới hơn thì chúng ta sẽ thấy được là cái con số này nó sẽ giảm rất là nhanh chóng khi mà cái chỉ số liên quan đến mức giá mướn nhà này giảm xuống đó thì các bạn sẽ nhìn thấy được là CPI sẽ giảm rất là nhanh Cho nên đối với Thuận nhìn sơ bộ thì thông tin rất là tốt Nhìn chi tiết thông tin đối Thuận cũng rất là lạc quan Nói chung thì lạm phát đã có tiến triển tốt rồi nhưng mà điều này có quan trọng hay là không đối với lại nhà đầu tư hiện tại thì chúng ta thấy được là không có quan trọng tại vì Fed vẫn sẽ tăng lãi suất dựa theo CME. Đương nhiên chúng ta sẽ không biết cho đến khi nào mà Fed hợp à, khoảng chừng là 2 tuần nữa thì chúng ta mới biết chắc chắn là Fed tăng hay không. Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ sau khi mà có một cái chỉ số phần trăm lạm phát tốt như vậy, CME vẫn nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất con số bây giờ là 92.4% nghĩ là sẽ như vậy Chỉ có 7.6% nghĩ là Fed sẽ ngừng tăng mà thôi Cho nên đối với một nhà đầu tư đó thì cái thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát giảm Nó có cái sự lạc quan dài hạn Có nghĩa là Fed có thể là tăng thêm được này nữa nhưng mà sau đó không cần phải tăng nữa Tại vì rất rõ ràng là lạm phát đã trên con đường đi xuống rồi Dựa theo những gì mà chúng ta có hiện tại một điều nữa đó cũng làm cho một số nhà đầu tư lạc quan đó chính là chỉ số DXY các bạn. Đây là chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la với những đồng khác như là đồng bảng Anh hay là đồng Yen hay là đồng Euro. Thì chúng ta đã nhìn thấy được là chỉ số DXY đã tiếp tục giảm tiếp. Và bây giờ chúng ta đang ở mức là 100.47%. Con số này đó rất là thấp các bạn, thấp cỡ nào? Khi mà chúng ta nhìn lại đó thì các bạn nhìn thấy lần cuối cùng mà cái chỉ số DXY này ở mức là 100.4, 100.5 đó đã là tháng 4 của năm ngoái rồi Chúng ta có chứng kiến chỉ số này sẽ xuống dưới 100 điểm hay là không Đó là điều mà nhiều nhà đầu tư mong đợi Tại vì chỉ số này nó có cái độ tương quan âm với lại thị trường nói chung và đương nhiên sẽ có độ tương quan âm trong một thời gian nhất định nào đó đối với là crypto cho nên thường đó chỉ số DXY giảm là thị trường sẽ xanh đó là điều mà nhiều người mong đợi thì trước khi chúng ta bước qua một cái thông tin khác đó thì tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn một cái biểu đồ đây là biểu đồ được chia sẻ bởi CNBC thì trên màn hình đó, chúng ta nhìn thấy được là có hai cái đường cái đường màu xanh đậm này đó thì đây là đại diện cho chỉ số phần trăm lạm phát CPI thì chúng ta thấy được là cái mức cao nhất mà chúng ta từng nhìn thấy đó chính là tháng 6 năm ngoái là 9% các bạn nhưng mà bây giờ đó chỉ còn có 3% mà thôi có nghĩa là chúng ta đã trả trở về thời gian dựa theo biểu đồ này đó là khoảng chừng tháng 3 của năm 2021 các bạn chúng ta thực sự đã thấy lạm phát phần trăm tăng trưởng nó giảm như mức đó rồi còn Core CPI thông tính năng lượng và thực phẩm đó đã trả cho là khoảng chừng tháng 11 của năm 2021 Cả hai điều đang có xu hướng là giảm xuống Thì có bạn sẽ nói với Thuận là Thuận nói như vậy nhưng mà đâu có thấy mặt hàng giảm gì đâu Vẫn thấy là những mặt hàng nó cũng như vậy thậm chí là cao hơn Thì đương nhiên rồi các bạn cái mà chúng ta nói tới đó chính là phần trăm lạm phát tăng trưởng ít hơn Và trong cái tầm quản lý mà Fed mong muốn có nghĩa là khoảng 2% Chứ Thuận không nói là giảm phát, đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Giảm phát nó còn tệ hơn lạm phát các bạn, tại vì giảm phát có nghĩa là mặt hàng không những là không tăng trưởng theo thời gian mà cái giá mặt hàng nó còn giảm theo thời gian khi mà điều đó xảy ra đó thì sẽ không ai muốn chi tiêu tại vì không ai muốn mua một mặt hàng mà dẫn tới là họ sẽ mua hố tại vì mặt hàng đó sẽ giảm giá tiếp tục và tiếp tục nữa thì mọi người không ai chi tiêu sẽ dẫn đến nền kinh tế sẽ đi vào cái cảnh là không có vận hành được cho nên giảm phát nó rất là đại hại so với lạm phát nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là Fed khi mà những chỉ số này về 2% thì mọi người sẽ dỗ tan hoang hô là Fed đã thành công để đưa lạm phát trong khi mà thường thường hay chia sẻ một cái ví dụ với các bạn là các bạn đi chợ đi các bạn có thể thấy được là các bạn mua một con tôm hùm thì con tôm hùm đó nó đó khi xưa các bạn mua chỉ đáng giá khoảng chừng là 60 đô mà thôi thì con tôm hùm đó bây giờ đáng giá là 100 đô thì các bạn thì được là năm sau các bạn đi mua tôm hùm đó đáng giá là 102 đô thì mọi người nói là phép tới thành công để được lạm phát nhưng mà các bạn nói là bây giờ con tôm hùm đó 102 đô so với lại cách đây chỉ có 2 3 năm là 60 đô thì làm sao gọi là thành công để được lạm phát nhưng mà cái mà phép tính là cái phần trăm lạm là phát 12 tháng cái mức giá bây giờ so với lại mức giá này năm ngoái là bao nhiêu chỉ cần trong phạm vi tăng chữ trưởng 2% thì coi thành công các bạn cho nên thức cuối cùng đó thì uh, người mà bị thiệt thòi vẫn là người dân mọi người lại phải chấp nhận với giá cao và giá sẽ mãi mãi giữ mức này thậm chí sẽ càng ngày càng tăng theo phần trăm lạm phát mà Fed mong muốn chứ không có giảm đâu còn lương thì sao các bạn lương thì cũng vẫn như vậy không có tăng như là các bạn nghĩ chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một cái thông tin lớn khác đó chính là chúng ta nhận được thông tin là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã di chuyển khoảng chừng là 9.825 BTC có nghĩa là khoảng 302 triệu đô la tới một địa chỉ ví mới được tạo đây là một phần trong số BTC được tịch thu từ Silk Road Hacker thì Bộ Tư pháp nói đó là họ sẽ bán con số còn lại có nghĩa là khoảng 41.500 BTC đáng giá khoảng 1.27 tỷ đô la từ đến cuối năm thì để hiểu chi tiết hơn đó thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì là cái số lượng BDC này di chuyển để mà bán. Cái mà chúng ta biết đó là đột ngột có sự di chuyển của con số 9825 BDC này tới một vị địa chỉ ví khác của bộ tư pháp chứ không phải là địa chỉ ví của sàn thì con số di chuyển này đó khiến cho nhiều người lo lắng tại vì sao các bạn biết không tại vì chúng ta cách đây không lâu đó thì đã thấy là chính phủ hoa kỳ cũng bán một số lượng BTC từ cái vụ hát này. À, đây là cái tin tức hồi tháng 3 của năm nay. Các bạn đã thấy là Bộ Tư pháp đó đã bán tổng cộng là 9.800 BTC. Con số này nó có cái phần tương tự như là 9.825 BTC vừa nói tới. Cho nên nhiều người nghĩ là sớm mua gì họ cũng sẽ bán mà thôi. Tháng 3 mới đây đó họ bán với mức giá là thu vào 215 triệu. Thì đợt này họ cũng bán cái số lượng tương tự nhưng mà sẽ thu vào nhiều hơn, 320 triệu như chúng ta vừa nói tới 302 triệu các bạn. Thì lý do là tại vì giá của BTC đã có cái sự tăng trưởng rồi. Và cái thời điểm mà họ bán hồi tháng 3 đó thì họ cũng đã nói là con số còn lại họ sẽ chia làm 4 đợt để mà bán từ đến cuối năm thì đây có phải là một đợt đó hay không tôi nghĩ là cũng có thể nhưng mà con số này là thật cái bán lên thị trường cũng nếu như mà chia thành bốn đợt cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đâu các bạn đó là cái suy nghĩ của thuần các bạn nghĩ sao tại vì cái số lượng mà bán hồi tháng 3 tới cuối cùng thì các bạn thấy là vẫn được thu mua bởi thị trường rồi giá vẫn có sự tăng trưởng từ đó tới bây giờ thì có nhiều người muốn biết là làm sao để quan sát cái số lượng BTC được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ tại vì họ lưu trữ số lượng cũng không hề nhỏ đó các bạn dựa theo Classno đó thì họ lưu trữ khoảng 200-4.000 BTC tổng cộng hiện tại và đây là con số mà họ tịch thu được từ những cái dụ như là Silk Road hay là những cái hacker họ tịch thu được rồi chính phủ Hoa Kỳ sẽ bán đấu giá theo thời gian và cái cách các bạn có thể đi theo dõi ví của chính phủ hoa kỳ đó tại vì các bạn thấy là chính phủ hoa kỳ thì bây giờ với số lượng bdc này là đơn vị lưu trữ bdc lớn nhất thứ sáu trên thế giới thì các bạn có thể sử dụng uh, Classnote nhưng mà nào mà cần liên đăng ký đó, thì bên dưới sẽ có liên đăng ký Classnote uh, họ cũng tài trợ kênh này bằng cách là cung cấp một cái account miễn phí để thông có thể chia sẻ thông tin thường xuyên với các bạn nhưng mà để xem được thông tin này đó, thì các bạn uh, cần phải có một cái account trả phí uh, khoảng chừng là 40 đô một tháng nhưng mà liên của thuận sẽ cho các bạn được giảm 10% có nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mà cái số lượng tiền này là được thu về bởi một cái dự hát, tại sao lại không trả lại cho những nạn nhân? Thì các bạn nên hiểu đó, đây là cái dự hát liên quan đến Silk Road. Silk Road là một trang web mà bán đồ cấm năm 2012 các bạn. Cái người mà đứng đầu công ty Silk Road này bây giờ đang ở tù là George... Obridge. và người này đó là ở tù trung thân các bạn. Thì cái số tiền này đó là đến từ một người gọi là James John. Thì đây là một người hacker thì tôi không nhớ rõ chi tiết nhưng mà nói chung là năm 2012. Lúc đó đó thì người này đã sử dụng trang web siêu này để mua đồ cấm nhưng mà có một lỗ hỏng trong cái mã nguồn và người này cũng đã tìm được lỗ hổng đó là sau khi mà nạp tiền vào để mua đó thì nếu như mà nhanh chóng rút tiền trong khoảng thời gian nào đó thì có thể rút được con số là gấp đôi giống như các bạn nạp một BTC thì trong vòng vài phút qua có thể rút gấp đôi tại vì đó là một cái lỗ hỏng nào đó trong cái mã nguồn và người này đã làm liên tục như vậy và đã đánh cắp tổng cộng là 50.000 BTC À, các bạn thì được là cái vụ đó 10 năm sau lại được lôi ra và người này bây giờ đã bị bắt và cái số tiền này đã giao cho chính phủ Hoa Kỳ thì cái số tiền này đó, nói thật chứ nếu chính phủ Hoa Kỳ bây giờ lên tiếng nói là ai là nạn nhân của vụ hát này cũng không ai dám lên tiếng nữa các bạn tại vì nếu cái lên tiếng chẳng cái gì các bạn nói với chính phủ Hoa Kỳ là các bạn là người đã sử dụng trang web này để mua hàng cấm, <laughs> tôi nghĩ là không ai làm gì đâu. Thật ra hàng ngày đó thuận tranh thủ chia sẻ phân tích, chia sẻ những thông tin với các bạn cũng như là các bạn có thể tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, hay là các bạn có thể tìm hiểu về à, phân tích on chain à, đến từ nhiều nơi khác nhau. thì tất cả chỉ là thông tin thôi các bạn. À, những thông tin đó nó có phần tốt và có phần xấu. phần tốt là các bạn có thể nắm bắt được và các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân của mình. và những thông tin đó đó thật ra thông tin thì chỉ là thông tin thôi. nhưng mà các bạn làm gì với thông tin đó mới là quan trọng và thường thông tin chúng ta cần quan tâm đến những thông tin mà nó có cái uh, tính chất dài hạn nó có sự ảnh hưởng dài hạn lên thị trường này và thường thường nhấn mạnh những thông tin đó với các bạn nhưng mà phần lớn những thông tin chúng ta nghe hàng ngày đó thì chỉ làm nhiễu loạn cái suy nghĩ của những nhà đầu tư mà thôi thật ra chúng ta khi mà zoom ra đó thì lần nào chúng ta cũng nhìn thấy được là sau mỗi lần hai bên thì giá lại có sự tăng trưởng và chúng ta có thể nhìn thấy được là lần này chúng ta lại tiến gần tới hai bên nữa và nếu như lịch sử lặp lại thì chúng ta lại sẽ có một sự tăng Tăng trưởng như các bạn nhìn thấy màn hình đây là đợt halving đầu tiên thì các bạn đã thấy là sau đó giá cả đã có sự tăng trưởng đợt halving thứ nhì ngay mức này các bạn sau đó thì sao giá cả đã có sự tăng trưởng khoảng chừng một năm sau đó đợt halving thứ ba có nghĩa là năm 2020 mới đây thì sau đó là sao các bạn sau đó thì giá từ khoảng chừng 8.000 đô đã lên tới mức cao là 69.000 đô chúng ta từ đây đến ngày halving kế tiếp là 282 ngày chúng ta cứ đếm ngược bây giờ từ đây đến đó mà thôi và nếu như mà lịch sử lặp lại thì sau khi Harvin khoảng chừng 8 cho đến 12 tháng không phải là ngay lập tức các bạn sau khi Harvin từ 8 đến 12 tháng thì chúng ta mới thật sự là thấy giá cả bùng nổ và lý do tại sao tại vì lúc đó chúng ta được là cái số lượng BDC đào ra bị giảm đi phân nửa từ 6.25 còn có 3.1 điều đó dài hạn sẽ có sự ảnh hưởng tới nguồn cung trên thị trường tại vì một chuyến đơn bị bán thường xuyên đó chính là những thợ đào khi mà những thợ đào đào được ra ít hơn thì lực bán nó cũng sẽ giảm đi theo thời gian và thật ra hiện tượng hai bên này đó thường không biết là nó còn hiệu ứng bao nhiêu lâu nữa các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là khi xưa đó mới đầu là có 50 BTC mỗi lốc rồi còn 25 rồi cứ chia ra còn 12.5 rồi chúng ta được là bây giờ còn có 6.25 rồi khoảng chừng một năm nữa thì còn có 3.125 BDC mà thôi thì mỗi bốn năm trung bình như vậy giảm đi phân nữa. thì tới một mức nào đó cái hiện tại này cũng sẽ không có còn hiệu ứng nữa đâu có thể là đợt này và thêm một đợt nữa sẽ là những cái đợt bên cuối cùng chúng ta có sự tăng trưởng mạnh tại vì sau đó đó cho dù cắt đôi ra cái số lượng đào ra cũng không ảnh hưởng bao nhiêu với nguồn cung trên thị trường